Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của nhịp sống hiện đại ngày nay, không ít những làng nghề truyền thống đang dần bị mai một. Với niềm trăn trở bảo tồn, lưu trữ và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa của đồng bào mình, nhiều phụ nữ ở xã Etrun, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk vẫn từng ngày miệt mài nỗ lực giữ gìn. Hơn 20 năm qua, mỗi khi xong công việc nương rẫy, chị Hờ Doan Quan ở Buôn Plum, xã Etrun, huyện Krông Bông vẫn kiên trì truyền nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc cho chị em trong buôn. Những tấm áo thổ cẩm này không chỉ giúp chị em có thêm một phần thu nhập mà còn góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Mẹ đã truyền nghề cho mình từ cái hồi 18 tuổi là học dệt thổ cẩm rồi. Mẹ đã bày cho con cái hoa văn dệt thổ cẩm này. Mình muốn duy trì sau này để cho con cháu mình học hỏi để giữ gìn cái nghề truyền thống thổ cẩm của người dân tộc Ê Đê. Là phó chủ tịch hội phụ nữ xã, chị Hờ Nhuế Quan đã tích cực học hỏi từ các bà, các mẹ trong buôn để tạo ra được sản phẩm rượu cần ưng ý, được nhiều khách hàng ưa chuộng và tích cực lan tỏa quy trình ủ rượu và yêu văn hóa dân tộc đến các chị em. Thời gian bản thân năng nổ vừa công tác xã hội vừa làm rượu cần là muốn gìn giữ lại truyền thống nấu rượu cần của người dân tộc của Ê Đê tại Etrun. Một phần cũng là làm để quảng bá cái sản phẩm này có thể đi được xa hơn để mọi người biết được là người dân ở trong địa phương này vẫn còn giữ bản sắc văn hóa dân tộc bản địa, vẫn nấu rượu cần, vẫn làm thổ cẩm, muốn duy trì để gìn giữ mãi mãi cho thế hệ mai sau. Từ sự tích cực chia sẻ truyền nghề từ người này đến người kia và nỗ lực mở các lớp dạy nghề truyền thống của chính quyền địa phương, đến nay toàn xã có gần 30% chị em phụ nữ ở 6 buôn đồng bào dân tộc thiểu số, xã Etrun biết làm các nghề truyền thống.